nay mình sẽ làm trong cặp của mình có gì sau một hơn một tháng đi học nha. Chú vui gì là cặp của mình đã xúc tùm lum rồi nè. Vừa xúc cái nơ nè, cái nơ đâu ạ? À? Đây. Vừa xúc cái nơ, vừa xúc cái dây hologram mỗi móc khóa rồi nữa. Chú vừa xúc hai cái rồi đó. Ở ngăn ngoài này nè thì mình có để một cái dụng cụ khâu thêu. Cái này á thì mình chỉ mang khi mà thứ hai thôi, thì những cái ngày kia mình không có đem. Cái học bài mình hết chỗ rồi thì để vừa với cái này luôn. Và ở dưới đây là cái bút tiền của mình đó, dùng tiền lẻ nha các bạn. Mình có cái bình nước cao các bạn đó, nhưng mà mình để ở dưới nhà rồi, chắc các bạn cũng biết bình nước của mình ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô ngăn thêm nha. Ngăn có thứ gì? Wow, sau một tháng thì mình có một cái quạt siêu mát luôn, nhưng mà chỉ có một độ thôi. Ủa, nó kêu siêu mát luôn. Có cái dâu trên đầu nè, thì có thể đứng dày dày rất là gọn gàng luôn ha. Có bốn cánh, mát lắm luôn á. Thì mình thay đổi một hồi chân á nên mình để dưới chân. Có màu hồng và có một cái đồ chuột unicorn đó, màu hồng luôn. Và đây là cái hộp bút của mình, sau một tháng thì phải thêm nhiều đồ nữa. Đây, đây là cái kéo, cái kéo này các bạn thấy mới đúng không? Thì cái kéo cũ của mình bị tịch thu rồi, thì ở sân bay tịch thu rồi đó, rất là bán luôn nha. Lúc mà mình ra sân bay á, bây giờ kia mình đem theo cái kéo của mình màu hồng á các bạn, để mình cắt xúc xích rồi cắt mì rồi đó, cắt bánh rồi sau đó mình quên mình để vô cái ba lô của mình. Khi mình hốt mấy cái cô chú nghe cũng ăn đưa các bạn soi như thánh soi á, soi thấy sau đó chụp một cái thẻ khơi rổ gì đó kia mình lấy mọi người coi đứng cầm một cái mua kéo này hình con voi, nó thanh voi. Và sau tháng đi học thôi mình hổ mình sắp hết rồi đó các bạn. Đây sắp hết rồi đó, mình nhắm nhiều rồi sao mình nó ngừng hết nhanh quá vậy ta. Mình sẽ mua trang phục mới và mình có một cái thước rồi siêu nhiều bút luôn. Lau mình một mảng bút xanh nữa đem theo để ghi mấy cái nháp rồi đó. Mảng bút chì mình xin mảng bút chì, cái này là mảng bút chì, bút chì và gươm. Mình thích nhất là những cái đồ mà có màu hồng mình thường để trên đầu á các bạn. Rồi xong cái hộp bút của mình nha, rất là gọn gàng luôn. Đây, vậy là xong hôm nay. Tiếp theo ngăn ở trong này, nhỏ ngăn to nhất thì mình để mà rất là nhẹ, đó là cái gì? Đó là cái thì buổi trưa ngủ mình muốn tắm mờ đó các bạn. Tắm mờ mình chỉ nóng nên tắm mình điên đó các bạn. Là mình sẽ như để giày để mình ngủ đêm ngủ đó các bạn. Tiếp theo là một cái hộp này có cái đồng hồ của mình, bố mình đi cắt rồi, mình nó không nhìn. Và có những cái cây kẹp tóc mình sẽ xệ xuống á đó. Có những cái cây kẹp mình thấy chút xíu cái lược đó rồi. À đây cái lược của mình đây, thường mình lấy lược này để mất cái đầu đó các bạn, để quên lắm, hay quên lắm đó. Như bụi của nằm tóc thì có này vô này, không nằm tóc mình nha các bạn. Cái hộp này là cái hộp bôi các bạn. Rồi tiếp ở trong này thì có một cái tập thôi, một tập rồi. Và cái ngăn nhỏ này thì để một cái nơ bị đứt và một cái quạt, từ khi cái quạt máy của mình bị hết pin á rất là mát ha. Rồi cần có một cái son dưỡng nè, tại vì mình hay bị khô môi, cứ ngủ dậy là nước lên các bạn. Và một chai nước rửa tay Lifebuoy như này bạn mình tặng cho mình đó. Và một hộp tăm, tăm để xài được nguyên một năm luôn á, nhưng mà nó còn ít thôi các bạn biết tại sao không? Thì cái này là tăm nhựa nên chúng ta có thể rửa lại, thì tăm mỹ luôn nha. Cái bao thôi nó cái ngăn này nó chụp rất những cái đồ mà lung tinh của mình. Và sau một tháng thì lớp 5 rồi thì mình phải cần đi học thêm đúng không các bạn? Không đi học thêm là thôi, nhưng mình gì vậy ta, bí bài luôn. Rồi, và mình cũng học thêm xíu đẹp luôn. Đây, đây là cái cặp hologram nè. Đó, có một cái con Willy nha, mình gắn thêm vậy. Đó. Đây, cặp này có rất là nhiều hologram, cái gì mà hologram. Không chứ Linh có một cái cặp hologram đó, nhưng mà có vẻ như là có một cái hình tròn tròn này nè. Không ai làm như hiện tại bình thường, nên là để được nhiều đồ hơn. Ở ngăn ngoài này thì mình cũng không để gì hết. Ngoài này như mình đem tiền vô kia uống nước mía. Khó đóng như vậy. Cái này phải đóng cẩn thận không các bạn, giữ gìn rồi. Còn hai cái bên này đầu mình tưởng là có thể để bình nước gì đó, nhưng mà bít lại luôn. Và cái này chỉ có một cái đồ mở thôi nha. Thì mình có một cái tập học thêm. Thì hôm nay mình học, thầy mình nói là không có đem sách tiếng Việt, sách toán thì hết, chỉ đem một cuốn tập là một cuốn tập. Và cái này cuốn sổ của mình nhá. Cuốn sổ này mình tặng luôn. Và đây là đi học ở tuần học tới phải một tiếng rưỡi lần, rất là đói bụng luôn các bạn. Mình sẽ đồng biển nha. Và bút không cần cái hộp bút này, đây là những cây bút nè, bút thứ này có lên nữa các bạn, nhưng không lên cho mình này. Nó gom rồi, dưới này có bút chì, dưới này chỉ có nhiều hơn, tại vì đi học thêm không cần được nhiều. Tiếp theo là
là cái quạt này tại lúc đầu mình đi học trường á bạn, nhưng mà mình có quạt máy rồi thì mình để học thêm, học thêm mình ngồi trong góc nên là nó cũng mát mát thôi chứ không có quá mát. Thần tiên vậy đó. Làm cái đồ chốt tại vì học trường á thì mình cũng có xài đồ chốt, tại vì mình xài chì khúc đó, mà mình xài cái con heo này khi mà đi học thêm nha, vì mình xài chì gỗ thêm này đó, tập vào đó. Đây hai cái cặp của mình nè, các bạn có thích hai cặp này không? Nếu các bạn thích thì hãy cho mình một cái like, share và nhớ đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye. Các bạn nhớ nhấn chuông thông báo khi mình có video mới, các bạn sẽ biết nha.